Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Paris Motor Show và đứng ở gian hàng Mercedes-Benz. Ngay sau lưng tôi là chiếc Mercedes-Benz GT phiên bản 4 cửa 2018. Wow! GT 43, GT 43 đấy, 4MATIC. Bản coupe nhưng mà là bản 4 cửa với một màu đỏ đẹp không đỡ nổi. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nhanh chiếc xe này xem như thế nào. Ôi nó đẹp quá. Bây giờ chỉ muốn quẳng ngay cái máy quay đi để nhảy vào gọi là sờ mó mân mê, vì nó đẹp quá. Nó đẹp một cách dã man tàn bạo này. Đẹp thế nhở? Lúc đầu tôi không nghĩ nó đẹp này đâu. Giờ nó đẹp thế nhở? Nhìn tivi, nhìn màn hình YouTube ấy thì nó bình thường thôi, nhưng mà đến đây thấy nó đẹp quá. Mà nó lại còn màu đỏ như này chứ. Rồi, đi một vòng nhá. Nó là bản AMG hàng khủng đấy. Đèn này, đèn đẹp chưa? Đấy. Lưới tản nhiệt này, những cái bản AMG xịn thì lưới tản nhiệt nó không phải là những cái thanh ngang chạy nữa mà nó luôn là những cái thanh dọc chạy kiểu này. Mercedes nó là như vậy. Đẹp nhở? Đẹp quá. Rồi bây giờ xem thông số kỹ thuật nhé. Rồi đây là bản 6 xi lanh thẳng hàng 3.0, công suất là 367 mã lực. Rồi vì đây là bản 43 mà chứ chưa phải bản 63. Bản 63 thì nát luôn. Bản 63 thì kinh dị lắm. Mâm 20 inch. Mâm 20 inch nhá. Ôi nhìn góc này đẹp quá. Con này nó ra để nó cạnh tranh với kiểu Panamera đấy. Panamera đấy. Nhưng mà lúc đầu ấy tôi nhìn trên YouTube, tôi xem video ấy, thì thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà đến đây thấy nó đẹp còn không kém gì Panamera đâu. Mỗi sở thích, mỗi người mỗi sở thích. Nhưng mà đặt hai con cạnh nhau thì con này không kém một tí nào đâu, chắc chắn luôn. Nếu ai mà yêu mèo thì rất có thể nó lại còn là đẹp hơn đấy. Đẹp lắm luôn. Đây nhìn chiều ngang. Nó cũng hao hao với một chiếc CLS ngày xưa, hao thôi. Nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Này nhìn lại đi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi ôi. Lát nữa vào nội thất thì các bạn sẽ thấy nó còn mê mẩn hơn nữa. Đó. Rồi. Bây giờ sẽ nhìn đuôi xe nhé. Đuôi xe đẹp lắm luôn đấy. Rồi AMG GT 43. Đuôi tròn tròn, buồn cười nhỉ. Mở cốp cái gì ta? Tôi mở cốp nhá. Đây này. Ngay dưới cái biển. Cốp này. Rộng quá chứ. Cốp này mà để bộ gậy gôn thì chắc cũng ok đấy, không nên nói tệ đâu. Big enough for that. Oh my god. Đèn hậu đẹp lắm luôn này. Cái đuôi nó tròn tròn giống cái phiên bản GT 2 cửa nhỉ. Tôi đã có cái review chi tiết về cái GT 2 cửa đấy, các bạn có thể xem lại. Nhưng mà cái động cơ 3.0 của AMG 43 này mạnh thật đấy. Cũng hay. Này đèn hậu đẹp chưa? Đèn hậu tinh tế nhá. Nó là một cái len led nhưng mà nó lại còn vòng nhá, như cái móc câu ấy nhỉ. Kiểu câu cá xì xít ngày xưa. Cái đèn lùi, cái đèn màu trắng đẹp quá, đèn xi nhan luôn đấy. Đây, đây dưới này. Đẹp chưa? Bốn ống xả tròn thể thao. Có cả cái cánh thoát gió ở dưới nhá. Bây giờ tao nhìn nội thất nhá. Đây nhìn nội thất này. Nhìn nội thất xong đừng có ồ lên nhá. Nó đẹp. Nó đẹp. Oh, wow. Có thế này cơ mà. Có thế này cơ mà. Nhưng mà ngồi vào đây thì thấp lắm. Ngồi vào đây đúng kiểu xe thể thao đấy, ngồi như một chiếc xe Ferrari luôn. Dã man đẹp luôn. Này.
Cái vô lăng thực ra thì nó cũng là cái vô lăng giống như tất cả những cái vô lăng của Mercedes ngày nay thôi. Nhưng ở đây nó sẽ là ốp gỗ hoặc là carbon. Rồi cái vùi viền xung quanh này nó làm gồ ghề khác đi một chút à. Nhưng mà có cái này nó khác này. Hai cái này là cái gì không biết nữa. Cái nút này là nút tăng giảm gì đấy. Còn cái nút này là nút chỉnh chế độ thể thao các thứ đấy. Nó giống như mấy chiếc Porsche đấy. Có gói Sport Chrono ấy, thì nó sẽ có cái này à. Màn hình to, đẹp, hai màn hình. Màn hình có thể tùy biến được chỉnh các chế độ hiển thị khác nhau. Đó. Đây là carbon này, carbon nhưng mà lại là carbon mờ nhá. Carbon mờ mới hay, không có vân tay. Đẹp chưa? Này, carbon này. Carbon này, một loạt carbon. Cái nút gạt này thì giống với cả những cái nút gạt đã từng xuất hiện ở trên chiếc Mercedes rồi. Giống nhau, chắc dùng lại được. Nhưng cái cửa gió điều hòa này rất đẹp. Tôi về tôi chắc chắn tôi sẽ tìm mua để tôi thay cái cửa gió này. Nó như kiểu một cái tô bin của máy bay phản lực ấy. Nhìn đẹp thôi rồi luôn. Đẹp lắm luôn ấy. Ở ngoài sờ vào thấy nó đẹp. Mở cái này ra này. Đấy. Ở cái chỗ này thì nó giống như chiếc GT. Nó cùng theo cái phong cách đấy. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thông thường ấy, thì trước nó tượng trưng cho 8 cái xi lanh hình chữ V. Nhưng mà rất tiếc cái xi lanh ở đây chỉ là có 4, à, có 6 cái thôi. Đó. 6 xi lanh thẳng hàng rồi. Nhưng mà cái thiết kế thì nó vẫn thế. Cái này nó cũng là cái checkpad này, ấn vào nó cảm ứng này. Đấy. Gà xuống thì khi mà nó di chuyển đến một cái tính năng nào đó thì nó sẽ nảy lên một cái, nó rung lại. Đây là cái cần gạt số của AMG nhá. Luôn luôn nó ngắn ngắn tù tù kiểu như thế này, nhưng mà sức mạnh của nó thì thao rào. Xe nào mà có cái logo này, có cái cần số ngắn kiểu này thì thôi nhất luôn, chứ nó không dùng cái cần số ở trên vô lăng nữa. Cần số trên vô lăng thì dành cho những cái xe phổ thông thôi, còn những cái xe hiệu năng cao thì luôn luôn có cái cần số gạt ở đây, kể cả chiếc A45 nếu tôi nhớ không nhầm. Đó, rất đẹp nhỉ. Hy vọng một ngày nào đó được trải nghiệm. Thực ra thì sẽ sớm thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong tháng sau. Tháng sau tôi sẽ cố gắng tôi trải nghiệm một chiếc AMG hàng khủng. Rất khủng. Nhưng mà sẽ không phải ở Việt Nam, mà nó sẽ là tại một trường đua có thể nói là khủng khiếp nhất trên thế giới. Đó là trường đua Nürburgring. Và tôi sẽ mang một chiếc AMG nào đó hàng khủng vào trong Nürburgring để vào đó điên rồ thử xem nó như thế nào. Các bạn nhớ nhé, các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Xe Hay và bấm nút chuông thì các bạn sẽ theo dõi được những video mới nhất của tôi. À, khi nào có thì nó sẽ thông báo ngay. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra nhìn lại một vòng đi để xem cái này như thế nào. À, chúng ta chưa nhìn cái khoang đằng sau. Đây, cái khoang đằng sau, cái cửa gió điều hòa nó cũng không bị đen màu mà nó vẫn màu bạc kiểu kia, màu nhôm đẹp nhỉ, rộng đấy chứ. Nhưng không biết là nó có kịch đầu không nhỉ? Để tôi ngồi vào thử xem có kịch đầu nhé. Ngồi vào thử thì không kịch đầu. Đây các bạn có thể nhìn tôi. Mấy các bạn có nhìn thấy tôi không? Đó, ở đây. Để tôi ngồi đây. Đây. Không kịch đầu lắm đâu, vẫn còn đấy. Ôi, trần là da lộn hết này. Trần là da lộn hết luôn nhá. Wow. Xịn xò. Wow. Đây, nhân tiện đây nhìn cái cửa gió điều hòa phía sau luôn này. Đấy thì nó cũng cái màu sáng như thế này, nếu mà nó bị màu đen thì rất là xấu. Cái thiết kế này nó phải màu bạc như thế này nó mới đẹp. Và nó là điều hòa 4 vùng độc lập, ở trên 2 vùng độc lập hai bên, ở dưới 2 vùng độc lập hai bên. Đó, nhìn thì biết chứ sao. Đó, thế thôi. Đấy, loa bơm Master này, loa bơm Master. Chiếc xe này về Việt Nam chắc là sẽ đắt đấy. Ai phải chơi lắm thì mới mua, mới đặt chiếc này, nhưng mà nó sẽ là chiếc xe cạnh tranh với Panamera. Nếu như các bạn để ý thì Panamera ấy, nó đắt một cách gọi là kinh dị, bởi vì option của nó đắt lắm. Option của nó đắt kinh dị luôn các bạn ạ. Nhưng mà Mercedes thì lại khác nhá. Mercedes rẻ hơn. Mercedes hay chứ, đúng không? Mercedes hay lắm chứ. Thì nếu mà về Việt Nam thì tôi nghĩ là giá của cái xe thể thao này sẽ, thứ nhất là rẻ hơn của Panamera này, Porsche đấy. Thứ hai là option sẽ nhiều hơn này.
Động cơ thì không kém đâu, nói chung là Merc với Porsche bây giờ tôi nghĩ chả kém đâu. Thực ra Merc bây giờ về hiệu năng, về các bạn cứ xem thi F1 đấy, bây giờ Lewis Hamilton ấy vô địch suốt ngày đấy thôi, chạy Merc đấy thôi, đúng không? Còn Porsche thì chắc chắn rồi, nói trắng ra là nó đẳng cấp nó hơn Merc một cấp. Nó là một cái gì đấy nó cũng cả thế giới đánh giá thôi, nhưng mình không thể can thiệp được. Mình còn nói rời đi thì nó vẫn hơn. Làm sao mà nó nói được, đúng không? Bởi vì cái đấy nó là sự thật hiển nhiên rồi. Rồi, các bạn nhớ subscribe kênh YouTube nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.